thiện hiện như ý nghĩa đích thực của các hành trong thời kỳ kiếp thiêu hủy hết, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự phá giới trong giới uẩn của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tán loạn trong định uẩn của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự ngu si trong tuệ uẩn của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự chẳng giải thoát trong giải thoát uẩn của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự chẳng giải thoát tri kiến trong giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của sự tối tăm trong các ánh sáng của nhật nguyệt không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về ánh sáng của tất cả mặt trời, mặt trăng, ngọc, lửa, điện, vân vân trong hào quang của Phật không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về hào quang của tất cả trời tứ thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng cho đến trời giác cứu cánh không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Vì sao? Thiện hiện vì ý nghĩa đích thực của hoặc là Bồ Đề, hoặc là Tát Đoà, hoặc là Bồ Tát, tất cả như vậy đều là chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, không sắc, không thấy, không đối đãi, chỉ thuần một tướng, gọi đó là vô tướng. Thiện hiện các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp đều không có sở hữu, không ngại, không đắm, nên học, nên biết. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là tất cả pháp mà khuyên các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp đó đều không có sở hữu, không ngại, không đắm, nên học, nên biết. Phật bảo: Thiện hiện tất cả pháp đó là pháp thiện, pháp phi thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp bất cộng. Thiện hiện đó là tất cả pháp, các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp đó đều không có sở hữu, không ngại, không đắm, nên học, nên biết. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp thiện? Phật bảo: Thiện hiện đó là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường sa môn, bà la môn, thờ kính sư trưởng, làm việc phước mang tính bố thí, làm việc phước mang tính trì giới, làm việc phước mang tính tu hành, chăm sóc người bệnh, tu hành đầy đủ việc phước phương tiện thiện xảo, tu hành đầy đủ việc phước 10 điều thiện. Đó là xa lìa giết hại sinh mạng, xa lìa trộm cắp, xa lìa dục tà hạnh, xa lìa nói dối, xa lìa nói ly gián, xa lìa nói thô ác, xa lìa nói tạp uế, không tham, không sân, chánh kiến. Có 10 phép quán tưởng là tưởng sình trướng, tưởng chảy máu mủ, tưởng đỏ nám, tưởng xanh bầm, tưởng tan rã, tưởng mổ nuốt, tưởng lìa tán, tưởng hài cốt, tưởng thiêu đốt và tưởng tất cả thế gian chẳng thể bảo tồn. 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Có 10 tùy niệm, đó là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiện, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm tịch tịnh, tùy niệm chết, tùy niệm thân. Thiện hiện những pháp này gọi là pháp thiện. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp bất thiện? Phật bảo:
Thiện hiện đó là 10 điều bất thiện, là giết hại danh mạng, trộm cắp, dục tà hạnh, nói dối, nói ly gián, nói thô ác, nói tạp uế, tham dục, sân nhuế, tà kiến và phẫn hận, phú não, xiềm cuống, kiêu hại, tật san mạng, vân vân. Thiện hiện những pháp này là pháp bất thiện. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hữu ký? Phật bảo: Thiện hiện chính là các pháp thiện và pháp bất thiện, gọi là pháp hữu ký. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô ký? Phật bảo: Thiện hiện đó là thân nghiệp vô ký, ngữ nghiệp vô ký, ý nghiệp vô ký, bốn đại trùng vô ký, năm căn vô ký, sáu xứ vô ký, pháp vô sắc vô ký, năm uẩn vô ký, 12 xứ vô ký, 18 giới vô ký, pháp dị thục vô ký. Thiện hiện những pháp này là pháp vô ký. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp thế gian? Phật bảo: Thiện hiện đó là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 10 nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 12 chi pháp duyên khởi của thế gian. Thiện hiện những pháp này gọi là pháp thế gian. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp xuất thế gian? Phật bảo: Thiện hiện 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, vị chi căn, đương chi căn, dĩ chi căn, cụ chi căn, tam ma địa hữu tầm hữu tứ, tam ma địa vô tầm duy tứ, tam ma địa vô tầm vô tứ, hiểu rõ giải thoát, niệm chánh chi, tác ý đúng như lý là pháp xuất thế gian. Có 8 giải thoát là: giải thoát thứ nhất, trong có sắc quán các sắc. Giải thoát thứ hai, trong không có sắc tưởng quán sắc bên ngoài. Giải thoát thứ ba, chứng đắc thân giải thoát thanh tịnh thủ thắng. Giải thoát thứ tư, vượt lên trên tất cả sắc tưởng, trừ diệt tưởng có đối đãi, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập không vô biên, an trú trọn vẹn trong không vô biên xứ. Giải thoát thứ năm, vượt lên trên tất cả không vô biên xứ, nhập vào thức vô biên, an trụ trọn vẹn trong vô sở hữu xứ. Giải thoát thứ sáu, vượt lên trên tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu xứ, an trụ trọn vẹn trong thức vô biên xứ. Giải thoát thứ bảy, vượt lên trên tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào phi tường, an trụ trọn vẹn trong phi phi tường xứ. Giải thoát thứ tám, vượt lên trên tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập vào và an trụ trọn vẹn trong định diệt tưởng thọ. Có 9 định thứ đệ. Định thứ nhất, xa lìa dục pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn trong bậc định thứ nhất. Định thứ hai, tầm tứ tịch tịnh, các tâm thanh tịnh bên trong quy về một tánh, vô tầm vô tứ, định sanh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn trong bậc định thứ hai. Định thứ ba, xa lìa sự vui mừng, an trú trong xả, chỉ nhớ nghĩ trọn vẹn về chánh tri, thân hưởng và an trú trong niềm vui của lời thánh, xả trọn vẹn sự nhớ nghĩ, an trú trong niềm vui, nhập vào và an trú trọn vẹn trong bậc định thứ ba. Định thứ tư, rất vui rất khổ, cái mừng lo trước kia biến mất, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập vào và an trú trọn vẹn trong bậc định thứ tư. Định thứ năm, vượt lên tất cả tưởng về sắc, diệt trừ tưởng có đối đãi, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập vào trong cái không vô biên, an trụ trọn vẹn trong không vô biên xứ. Định thứ sáu, vượt lên tất cả không vô biên xứ, nhập vào thức vô biên, an trụ trọn vẹn trong thức vô biên xứ. Định thứ bảy, vượt lên tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, an trụ trọn vẹn trong vô sở hữu xứ. Định thứ tám, vượt lên tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào và an trụ trọn vẹn phi tường, phi phi tường xứ. Định thứ 9, vượt lên tất cả phi tường, phi phi tường xứ, nhập vào và an trụ trong định diệt tường thọ. Thiện hiện cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, sáu pháp đáo bỉ ngạn, năm loại mắt, sáu phép thần thông, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Những pháp này gọi là pháp xuất thế gian.
Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hữu lậu? Phật bảo: Thiện hiện năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 tỉnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc là pháp thế gian. Tất cả pháp đưa đến sự đọa lạc trong tam giới gọi là pháp hữu lậu. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô lậu? Phật bảo: Thiện hiện đó là 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 3 pháp môn giải thoát, 6 pháp đáo bỉ ngạn, 5 loại mắt, 6 phép thần thông, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp xuất thế gian, các pháp này gọi là pháp vô lậu. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hữu vi? Phật bảo: Thiện hiện đó là pháp ràng buộc trong cõi dục, pháp ràng buộc trong cõi sắc, pháp ràng buộc trong cõi vô sắc. Năm uẩn, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 3 pháp môn giải thoát, 6 pháp đáo bỉ ngạn, 5 loại mắt, 6 phép thần thông, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả pháp sở hữu, có sanh, có trụ, có dị, có diệt là pháp hữu vi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô vi? Phật bảo: Thiện hiện, nếu pháp không sanh, không trụ, không dị, không diệt, có thể nắm bắt được, đã hết tham, hết sân, hết si, chân như pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh ly sanh, tánh bình đẳng, thật tế, thì những pháp này gọi là pháp vô vi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp cộng? Phật bảo: Thiện hiện đó là 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông của thế gian, những pháp này gọi là pháp cộng. Vì sao vậy? Vì gắn chặt với phàm phu. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp bất cộng? Phật bảo: Thiện hiện đó là 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 3 pháp môn giải thoát, 6 pháp đáo bỉ ngạn, 5 loại mắt, 6 phép thần thông, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thuộc vô lậu, những pháp này gọi là pháp bất cộng. Vì sao? Vì chẳng gắn chặt với phàm phu. Thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp tự tướng không như thế, chẳng nên chấp trước. Vì sao? Vì tự tướng của các pháp chẳng thể phân biệt. Thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên lấy vô nhị mà làm phương tiện để giác ngộ tất cả pháp. Vì sao? Vì tướng của tất cả pháp bất động. Thiện hiện đối với tất cả pháp vô nhị bất động là ý nghĩa đích thực của Bồ Tát. Vì sao? Vì không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực của Bồ Tát. Thế quyển thứ 46.